Những người này là chúa tể startup, ông hoàng khởi nghiệp. Sau nhiều năm bùn bà làm ăn, đã xây dựng được một món nợ khổng lồ. Họ quyết định ký giấy từ bỏ thân thể để được đưa đến một hòn đảo và chơi những trò con nít như 1-2-3, bắn bi, kéo co. Người chiến thắng sẽ giành 45,6 tỷ won, tức hơn 900 tỷ đồng. Người thua thì bị loại và được về nhà, nhưng mà lại về nhà mỗi mùng 1 đầu tháng với các cụ, tức là chết. Đây là tờ Squid Game, series nổi đình nổi đám gần đây trên Netflix về một đám người nợ nần chơi những trò chơi sinh tử để làm trò giải trí cá cược cho giới thượng lưu. Và hôm nay tôi sẽ tóm tắt nó. Phim bắt đầu về Ki Hun, người ngoài đời trầm ngòn như bát bún bò giò heo. Trong phim là một ông chú trung niên vô công rồi nghề, râu tóc dài như này mà vẫn còn ăn bám mẹ. Chịu ơi. Ngoài mái tóc dài, Ki Hun còn có nợ nần chồng chất do làm ăn thua lỗ. Khoản nợ thì cũng không to lắm, đâu đấy khoảng một nửa chuyến từ thiện. Hôm nay là sinh nhật con gái ông, là một người bố tốt, tất nhiên là Ki Hun quên phải để mẹ già cho tiền và nhắc mua quà thì mới nhớ. Tuy vô công rồi nghề, Ki Hun còn được cái bất hiếu, cất cổng đòi thêm tiền từ bà mẹ khốn khổ. Không những thế, còn ăn trộm thẻ ngân hàng của mẹ, lấy tiền đến chuyển đồ đại nam chơi cá ngựa. Hôm nay là ngày may mắn của anh. Với số tiền ăn cắp của mẹ, Ki Hun thắng 4,5 triệu won, khoảng 90 triệu tiền Việt. Đáng hí hưởng tối nay sẽ được vào vài người bố tốt. Chiêu đãi con gái sinh nhật thì đám chủ nợ xuất hiện, lùa Ki Hun nhắm mắt nhắm mũi chạy, đâm sầm vào cô gái chồng cứ như mất sổ gạo này. Vậy sao chúng ta biết cô không mất sổ gạo mà chỉ mất bố mẹ thôi? Quay lại với Ki Hun, lúc này đã bị chủ nợ bắt lại và đấm cho hiểu vấn đề để trả nợ. Ông định móc tiền ra trả rồi xin khất tiếp, nhưng tiền bị cô gái lúc nãy rạch túi mất rồi còn đâu. Không có tiền, Ki Hun bị chủ nợ dọa chọc tiết, buộc thanh niên đang thần hồn nát thần tính ký vào cam kết từ bỏ cơ thể để cứu lấy cái mạng mình. Hóa ra sau tất cả, hôm nay không phải là ngày may mắn của ông. Nhục nhã trở về, Ki Hun đành mua cho con gái mấy cái bánh gạo và tặng một quả súng bật lửa gắp được tại máy gắp thú. Nói chung là bẩn, hai bố con rất thương nhau, nhưng mà bố bẩn thế này thì thả đi làm Hokage còn hơn. Sau buổi tiệc sinh nhật ảm đạm, Ki Hun do chưa xem mắt biếc, lỡ mất chuyến tàu cuối cùng về nhà nên phải ngồi như cái nồi ở ga. Tại đây, phim bắt đầu hay khi anh gặp chú yêu tình. Chú yêu tình rủ Ki Hun chơi đập giấy ăn tiền. Người đập được giấy của người còn lại lên thì được ăn 100.000 won. Dù không có tiền để trả, Ki Hun vẫn chơi và chơi tệ vãi cả lùn, đập mãi không thấy ngửa. Chú yêu tình thì cứ đập nảy tành tách, nhưng Ki Hun không có tiền thì trả làm sao? Ăn tát thay tiền chứ còn gì nữa. Một tát bằng 100.000 won, sắp xỉ 2 triệu. Thấy mình có thể dùng mặt thay tiền, Ki Hun chơi đến cùng và bị tát cho thành họ hàng của Hellboy, mặt đỏ như của cà chua. Nhưng ăn tát mãi cũng còn già, ông bắt đầu thắng và kiếm được khá khá tiền. Sau khi trò chơi kết thúc, chú yêu tình bắt đầu gạ gẫm Ki Hun rằng chỉ cần chơi một vài trò trong vài ngày là có thể kiếm được nhiều tiền hơn. Rồi đưa cho ông một cái danh thiếp vuông tròn tam giác của mấy đứa học sinh lớp 1, bảo nếu muốn chơi thì gọi vào đây. Ki Hun không quan tâm lắm, cầm tiền đi mua cá tại quầy của mẹ Sang Gu, một người chơi cùng ông từ thuở vỡ lòng. Theo lời của hai người, Sang Gu là niềm tự hào của mẹ và cả xóm, học tại trường danh tiếng và hiện đang công tác tại Mỹ. Đây là một nhân vật sẽ xuất hiện nhiều nên hãy chú ý. Về với Ki Hun, đang vui vẻ vì kiếm được tiền thì được mẹ thông báo con gái ông sắp theo vợ cũ và bố dượng sang Mỹ định cư. Nếu muốn giữ con ở lại với mình, ông phải kiếm tiền để chứng minh bản thân có đủ tài chính nuôi con. Nhưng chồng rách như này chắc chỉ có chứng minh được 3 điểm thẳng hàng. Vì rất thương con, đêm hôm đó Ki Hun trằn trọc rồi quyết định gọi vào số máy trong danh thiếp tham gia trò chơi để kiếm tiền đòi lại con. Sau cuộc gọi, ông được hẹn đón bởi một chiếc xe tải, bị đánh thuốc mê rồi tỉnh dậy trong một căn phòng được giám sát bởi một đội ngũ đeo mặt nạ mặc đồ đỏ, cầm đầu bởi tên đeo mặt nạ mặc đồ đen. Tại đây, Ki Hun gặp OE Nam, ông giả số 001 với một khối u trong não, một tay xã hội đen chồng bố lá vỡ lở, và cô gái ăn trộm tiền của Ki Hun lúc nãy, người đang bị tay xã hội đen cho ăn đòn vì trước đây từng ăn trộm tiền của hắn. Hãy để ý những nhân vật này vì họ quan trọng. Đang đánh nhau dở thì một nhóm người mặc đồ đỏ bước vào, thông báo trong 6 ngày tới tất cả sẽ tham gia 6 trò chơi. Những người chiến thắng cả 6 trò sẽ nhận được giải thưởng vô cùng giá trị. Lúc này chúng ta biết được những người ở đây toàn là các chúa trộm thuộc tầng lớp bần cùng đáy xã hội, gánh những khoản nợ nặng còn hơn cả thầy ba. Họ cũng tham gia trò chơi đập giấy ăn tát như Ki Hun và đừng còn đến đây để trả cơ hội công bằng làm lại cuộc đời. Làm lại thế nào? Bằng giải thưởng đựng trăm con lợn, thứ sẽ được tiết lộ sau khi trò chơi đầu tiên kết thúc. Nhưng trước khi chơi, tất cả phải điền đơn đăng ký với 3 điều khoản. 1. Người chơi không được tự ý dừng cuộc chơi. 2. Từ chối chơi sẽ coi như bị loại. 3. Nếu phần đông người chơi muốn dừng, trò chơi sẽ dừng lại. Hãy để ý 3 điều khoản này vì nó sẽ được lồi ra nhiều trong phim. Ký tá xong xuôi, tất cả được dẫn qua một hành lang trông giống nhà máy sô-cô-la của Willy Wonka tới một khu đất trống, nơi Ki Hun gặp lại Sang Gu, niềm tự hào của cả xóm hồi nhỏ, giờ thì đang nợ đầu đấy gần 2 tỷ won và đang nói dối mẹ là đi công tác nước ngoài. Bỏ qua câu chuyện background, chúng ta đến với trò chơi đầu tiên, đèn đỏ đèn xanh. Trò này cơ bản là trò 1-2-3 của Việt Nam. Con búp bê xa xa trông dị vờ lờ kia sẽ quay mặt đi và nói đèn đỏ đèn xanh. Trong lúc nó nói, người chơi có thể di chuyển. Khi nó quay mặt lại thì phải đứng im.
người chơi còn 5 phút để đến vạch đích. Ai bị phát hiện di chuyển khi con búp bê quay đầu lại, hoặc không đến vạch đích sau 5 phút thì bị loại. Quả game nghe dễ như ăn kẹo, và đúng là ăn kẹo thật. Khi thanh niên tóc vàng này sai luật, được ăn ngay một viên kẹo đồng. Bạn thân của cậu cũng được một viên, khiến tất cả sợ hãi, chạy toán loạn trong lúc con búp bê đang nhìn. Với cảm biến chuyển động trong mắt, nó đánh dấu tất cả người chơi phạm luật. Và thế là buổi phát kẹo đồng miễn phí được tổ chức cho các cháu sai luật. Hỗn loạn nổ ra trong sân chơi, trong khi bên ngoài, một kẻ đang ngồi uống rượu xem những kẻ xấu số bị tàn sát. Trên nền nhạc Fly Me to the Moon, sau màn là mẫu đẫm máu, tất cả người chơi đã hiểu luật cũng như tình thế mình đang ở trong, và trò chơi tiếp tục. Ai cũng sợ, chỉ có ông lão 001 lao phăng phăng như điên, với một nụ cười trong thần kinh vách cái đáy. Theo chân ông lão, những người chơi còn lại cũng dần tiến lên, và cũng dần bị bắn hạ khi sai luật. Nhân vật chính thì mất một lúc bần thần mới đứng dậy để di chuyển, may được sang gù mách nước, trốn sau những kẻ khác để né mắt cảm biến của con búp bê. Với chiến thuật này, anh sắp đến vạch đích thì vấp con mẹ nó vào tay một kẻ xấu số. Nhưng may mắn được anh trông rất Ấn Độ như là người Pakistan này cứu sống, rồi cả hai cùng chạm đích trước khi thời gian kết thúc. Còn những người chậm hơn ở phía sau thì bị loại, biến thành quá khứ. Hết tập 1. Mở đầu tập 2, những người đã chết trong trò chơi đầu tiên được đưa vào quan tài kiểu Blackpink và đem đến phòng hỏa thiêu. Những kẻ sống sót trở lại phòng chung và được thông báo rằng đã có 255 người chết trong trò chơi thứ nhất. Điều này khiến rất nhiều người kinh hãi và muốn dừng cuộc chơi. Nhưng theo điều 3 của bản cam kết lúc nãy, trò chơi chỉ kết thúc khi đa số người chơi đồng ý. Thế là một cuộc bỏ phiếu diễn ra. Nhưng trước khi cuộc bỏ phiếu bắt đầu, quản trò tiết lộ giá trị giải thưởng. Mỗi người chơi trị giá 100 triệu won, 255 người đã chết, nên giải thưởng hiện tại là 25,5 tỷ won. Có tổng 456 người tham gia, nên kẻ thắng chung cuộc sẽ có 45,6 tỷ won. Số tiền khổng lồ khiến nội bộ người chơi, những kẻ nợ nần chồng chất, chia thành hai phe. Quản trò thông báo, nếu tiếp tục, số tiền sẽ dành cho người thắng chung cuộc. Đổi đời là rõ, nếu dừng lại, tiền sẽ được chuyển về cho gia đình người thiệt mạng trong trò chơi đầu tiên. Mỗi người chết 100 triệu won, người bỏ cuộc không được gì. Cuộc bỏ phiếu diễn ra với một cuộc đùa sát sao về mặt tỷ số. Chung cuộc, đảng dừng lại nhiều hơn đảng tiếp tục đúng một phiếu, nghĩa là trò chơi sẽ kết thúc. Rất nhiều kẻ tiếc nuối, nhưng quản trò bất ngờ thông báo trò chơi có thể bắt đầu lại bất cứ lúc nào, miễn là số đông người chơi chấp nhận tiếp tục tham gia. Sau đó, những người chơi được đem về đất liền. Nhân vật chính Gi-hun bị lột trần ném ra giữa đường, cùng chỗ với cô bé móc túi. Tuy có tư thủ cá nhân, nhưng do không muốn chết cóng, ông giả vờ giảng hòa để được cởi trói. Ở một nơi khác, Song-gu được thả về với món nợ 6 tỷ. Điện thoại thì nổ liên tiếp tin nhắn đòi nợ, nhưng vẫn có tiền cho Ali về nhà, khiến cậu rất cảm động và nhận Sam-gu làm ân nhân. Ali sau khi trở về, lập tức đi đòi tiền lương bị ông chủ ăn chặn. Trong lúc giằng co, anh vô tình khiến hắn bị nát tay, rồi liều lĩnh chụp lấy bọc tiền của gã, đem về để cho nóc nhà, yêu cầu hai mẹ con trở về Pakistan, còn bản thân ở lại Hàn Quốc sắp xếp mọi việc. Song-gu giúp được người khác, nhưng không cứu nổi chính mình khi phải đối mặt với món nợ chồng chất và những lời dối trá đã nói với mẹ. Áp lực này không tạo ra kim cương, mà tạo ra một cục thang tổ ong, được Song-gu dùng để tự sát. Đáng hít dở, anh lại nhận được tấm danh thiếp mời tham gia trò chơi. Ở một nơi khác, cô bé móc túi bị lừa khi đưa tiền cho đám trung gian để vượt biên, nên đành để em trai tiếp tục ở lại cô nhi viện, còn mình thì phải kiếm thật nhiều tiền để sau này đón em ra. Trong lúc đó, tên xã hội đen mang mặt danh Sena ngập trong nợ nần vì đánh bạc, hắn bảo đàn em tập hợp lực lượng với ý định lên hòn đảo để cướp tiền. Nhưng tên đàn em phản bội, dẫn theo những kẻ chủ nợ Philippines của thằng đại ca, thập diện mai phục. Hắn tức giận, giết tên đàn em rồi bỏ trốn. Tại một nơi khác, Gi-hun đến sở cảnh sát trình báo về trò chơi chết người. Nhưng với khuôn mặt tấu hài, cùng câu chuyện một đám người lớn đi chơi trò trẻ con rồi bị giết, anh bị nghi là tâm thần trốn chạy, đuổi khỏi sở cảnh sát. Nhưng tấm danh thiếp tròn vuông tam giác vẫn nở lại, và lọt vào tầm mắt của điều tra viên Hoàng Jun-ho. Ngay sau đó, Gi-hun nhận được thông tin mẹ bị tiểu đường giai đoạn cuối, cần phẫu thuật ngay. Đã nghèo như châu Phi, anh đành mới mặt đi vay mượn khắp nơi, kể cả vợ cũ. Tuy chồng mới của cô cho tiền, nhưng Gi-hun giờ cái thói nghèo còn sĩ diện, từ chối tiền, rồi đi uống rượu. Ông vô tình gặp lại cụ yêu nam số 001, rồi cả hai cùng nhau hủy diệt mì tôm. Sau khi tâm sự, ông cụ hiểu hoàn cảnh của Gi-hun, khuyên ông nên tiếp tục tham gia trò chơi sinh tử. Trong lúc đó, điều tra viên Hoàng nhận thông tin anh trai mất tích nên đến căn hộ của anh để điều tra. Vô tình thấy tấm danh thiếp tròn vuông tam giác, nhớ lại tấm tương tự của ông chú hồi sáng, Hoàng tìm tận nhà Gi-hun để hỏi, nhưng chỉ nhận lại sự không hợp tác. Gi-hun sau đó về nhà, thấy tấm danh thiếp của trò chơi kẹp ở cửa. Tất cả những người chơi khác cũng vậy. Trong tập này, chúng ta biết được tất cả những người chơi khác cũng vậy đều đã bị đẩy đến đường cùng. Và thế là họ quyết định quay lại trò chơi, giống như lần trước. Lên xe, bị đánh thuốc mê, nhưng lần này có cái đuôi Hoàng theo sau và cô bé móc túi nín thở nên không còn ngất đi nữa.
Sang tập 3, sau những manh mối có được từ tập trước, cảnh sát Hoàng lần theo tung tích của đám người bí ẩn, lại lên tàu thành công. Kệ mình biết đánh đàn, anh cảnh sát dễ dàng đánh tráo thân phận với một tên lính mang số hiệu 29, thành công trà trộn vào hàng ngũ kẻ địch. Những người tham gia lúc này được đưa trở lại sân chơi trong tình trạng hôn mê sâu, tước đi toàn bộ tư trang cá nhân. Sebius không bị đánh thuốc mê nên vẫn đủ tỉnh táo để giữ lại con dao bấm gia truyền. Một thời gian ngắn sau, toàn bộ người chơi tỉnh dậy và phát hiện đa phần những người bỏ cuộc đều quay lại. Đúng là thời buổi khó khăn, ai cũng phải kiếm ăn. Cấp lại Sang-gu và Ali, Ki-hun quyết định lập một squad 4 người, bao gồm cả ông lão, với tôn chỉ hoạt động là phá đảo mọi trò chơi. Tại một góc khác, đại ca Đốc Xui cũng đã kịp chiêu mộ một tổ đội giang hồ mõm, hứa hẹn đem tới những màn chơi cực kỳ óc chó, nức lòng giới kiếm thủ. Tới giờ ăn, Ki-hun cùng squad đưa ra những dự đoán mơ hồ về trò chơi tiếp theo. Dựa trên dữ liệu về thần học, kinh thánh, đạo Phật, tất cả đến với một kết luận, trò chơi tiếp theo rất có thể là một trò chơi. Điều quan trọng lúc này là chuẩn bị thật kỹ cho mọi tình huống có thể xảy ra. Trở lại với anh cảnh sát, trong thân phận của số 29, được cho vào một căn phòng to như chim đàn ông Hàn Quốc. Đã thế, trong này có camera giám sát 24/24, đảm bảo không ai quay tay trong giờ nghỉ. Trong cái khó lại ló cái chó mực, con iPhone của anh chỉ còn 50%. Vì vậy, anh quyết định dùng nó để ghi chép những chi tiết đáng ngờ, phục vụ điều tra. Cùng lúc đó tại phòng tập trung, giữa tĩnh mịch đêm tối, chị gái 212 gào như bị cào. Đại khái là đòi đi đái. Sebius chớp thời cơ, xin phép đi theo. Trong nhà vệ sinh, chị gái 212 lôi ra một bào thuốc và một chiếc bật lửa sắc bùi mắm tôm từ môi dưới, đặt lên môi trên, hít một hơi. Với đi cơn vã, Sebius lúc này bước vào, bảo chị gái canh hộ bọn lính để mình đi dò la thám thính. Cầm con dao cầm thủ sẵn, bật tung cửa thông gió. Sebius trèo lên, lần mò như con chuột, phát hiện ra căn bếp tổng nơi những tên lính đang khuấy kẹo đường. Tuy nhiên, cô phải trở về ngay vì bà chị 212 không thể cầu giờ được hơn. Sáng hôm sau, trước khi trò chơi thứ hai bắt đầu, mọi người được ăn sáng với combo bánh sữa. Bất ngờ, trong chiếc bánh của tên bác sĩ này có một mẩu giấy nhỏ, trong đó là tên của trò chơi tiếp theo. Hãy ghi nhớ lão này vì hắn khá quan trọng. Sang-gu cũng biết về chuyện đêm qua của Sebius nên đã dò hỏi đôi chút. Bằng tư duy thuyền tài của thần đồng khu phố, chỉ từ dữ kiện duy nhất là kẹo đường, anh đã phần nào đoán được trò chơi tiếp theo. Nhưng anh lại chơi trò ích kỷ, giấu kín bí mật trong tim, không chọn bất kỳ ai. Trong trò chơi tiếp theo, mỗi người phải chọn một hình. Ali chọn hình tròn vì ở Pakistan nó thiêng. Ki-hun chọn vì hôm mưa anh đưa chiếc ô và ngồi sào cho ông lão. Trong vòng này, mỗi thí sinh sẽ được phát cho một chiếc kẹo đường, bên trong khắc hình khối họ đã chọn. Nhiệm vụ của người chơi là dùng cây kim tách hình của mình ra một cách hoàn hảo như kỹ xảo. Điều ước của mọi người chơi lúc này là được trở thành Miguel Angelo trong 10 phút. Đồng hồ bắt đầu đếm ngược, mọi người lao vào điều khắc. Miếng kẹo đường cứng giòn như quả trứng tròn khiến người chơi lao đao như mua đồ táo bao. Dưới áp lực thời gian, nhiều người bắt đầu luống cuống làm gãy kẹo đường và lập tức bị xử tử, để những người còn lại vào trạng thái hoảng sợ tột độ, buộc phải nghĩ ra những phương pháp ảo ma hơn cho kịp thời gian. Ba chị 212 thủ sẵn bật lửa, hơi nóng cây kim khiến việc tách kẹo dễ hơn hẳn. Khi khôn thì áp lực toát cả mồ hôi. Tuy nhiên, cũng nhờ vậy, ông phát hiện nước sẽ làm tan kẹo đường. Không chần chừ, Ki Hun đá lưỡi với cái kẹo. Mọi người thấy có vẻ hiệu quả nên cũng học theo. Sát deadline, Ki Hun lấy được cái ô, hoàn thành nhiệm vụ vào những giây cuối cùng. Những kẻ xấu số đá lưỡi không thành công lập tức bị kết liễu theo đúng luật trò chơi. Và đó là 2/6 trò chơi đầu tiên trong Squid Game. Trải qua hai thử thách mang đậm bản sắc dân gian Hàn Quốc như quay đầu là hip hop và liếm đường nhưng không cần ngã xe, Squid Game thành công mang đến cho người xem trải nghiệm kinh dị vô cùng thú vị khi biến những trò chơi trẻ con thành nỗi kinh hoàng cho người lớn. Những thử thách man rợ nào đang chờ đợi người chơi? Ai sẽ là người chiến thắng và trở thành tỷ phú? Câu trả lời sẽ có trong những tập tiếp theo của trò chơi Mực Nướng. Tập 4 đánh dấu sự sống sót của 108 nhà điêu khắc tài giỏi nhất. Số tiền lúc này đã lên tới 34.8 tỷ won. Để đền bù cho nỗ lực sinh tồn của người chơi, ban tổ chức cho họ một phần ăn đầy dưỡng chất gồm một chai soda và một quả trứng luộc. Khẩu phần chết đói này khiến nhóm của tiền đại ca bức xúc, chúng không chịu đầu hàng mà chèn ngược mẹ nó hàng để lấy thêm một suất, dẫn đến việc 5 người không có gì cho vào bụng. Một trong số đó vì ức chế đã gây sự với tiền giang hồ và bị hắn đập chết. Số người giảm xuống 107, tiền thưởng tăng lên 34.9 tỷ won. Điều này có nghĩa người chơi có thể giết nhau trong lúc nghỉ để tăng tỷ lệ chiến thắng của bản thân. Trong khi đó, tên bác sĩ mang số 111 đang hỗ trợ vài tên áo đỏ lấy nội tạng người bị loại bán ra ngoài. Bọn lính tiết lộ ban tổ chức cố tình giảm khẩu phần ăn để người chơi tự loại bớt những kẻ yếu đuối trước khi trò chơi tiếp theo bắt đầu. Quá sợ hãi, tên bác sĩ xin gia nhập bằng đại ca để được bảo vệ tận răng. Đúng như dự đoán, đêm hôm đó tất cả người chơi lao vào cuộc thành trường đẫm máu. Để thêm phần hấp dẫn, tên quản trò biến phòng ngủ thành phòng bay, bật đèn nhập nhòe kèm nền nhạc Vina Hay của khá bảnh, giúp lũ côn đồ định vị con mồi dễ dàng trong bóng tối. Tiếng hét thất thanh vàng khắp nơi, người chết như cả dạ. Chỉ đến khi số lượng người chết đã đủ, tên cầm đầu mới ra lệnh cho thuộc hạ xông vào chấm dứt cuộc bạo động. Trong lúc dọn dẹp và thu hồi vũ khí, cảnh sát Hoàng trong lốt số 29 ra hỏi Ki Hun về Hoàng In Ho, người anh trai mất tích của mình, nhưng không nhận lại kết quả gì. Sau trận chiến chỉ còn 80 người sống sót, mọi người bắt đầu tạo nhóm để dễ bể hỗ trợ nhau. Ki Hun đồng hành cùng thằng em hàng xóm Sang-gu, điệp viên 001 và Ali Abder, trọng tài FIFA nhưng chưa bị bày ạc. Còn tên đại ca quy tụ được một lũ đầu trâu mặt ngựa, thấy binh hùng tướng mạnh, ba cô 212
bèn rủ tên đại ca vào nhà vệ sinh cho trịch để được nhận vào đội. Thế nhưng khi trò chơi tiếp theo yêu cầu ghép đội, tên đại ca chỉ tìm những gã to khỏe giúp đội hắn tăng cả cân nặng lẫn khả năng chiến thắng. Thế là bà cô 212 bị hất cẳng, đành gia nhập đội Ghi Hùn cùng vài người mỏng cơm khác, tạo nên một lái áp trông nâu húp vãi cái đái. Mọi chuyện còn tệ hơn khi trò tiếp theo là kéo co. Bộ môn đòi hỏi sức mạnh thể chất vượt trội, hai đội thi đấu ở độ cao hàng chục mét so với mặt đất, nghĩa là nát bét so với mặt bạn nếu để thua và rơi xuống dưới. Với lợi thế vài ù thịt bắp, đội của Đốc Su dễ dàng giành chiến thắng, còn đội của Ghi Hùn thì chuẩn bị ăn lở. Tuy nhiên, ông Giả Cân lại tỏ ra mình là một cao thủ kéo co, triển khai chiến thuật cho cả đội. Người đứng đầu phải là kẻ sâu nhất để dọa đối thủ, người đứng cuối phải chắc chắn, nên để thanh niên Pakistan này cầm dây. Tất cả thành viên được xếp xò lè, dây kéo kẹp vào nách, lưng ngả hết cỡ, đầu chạm háng người phía sau, tạo thế bất động trong 10 giây đầu, rồi chờ đến lúc đối thủ lỡ nhịp thì dồn sức kéo. Chiến thuật của ông lão tỏ ra vô cùng hiệu quả khi đội Ghi Hùn chiếm lợi thế hoàn toàn, suýt giành phần thắng, nhưng sự chênh lệch quá lớn về sức mạnh khiến thế trận nhanh chóng ngừng về phía đối phương. Trong thời khắc sinh tử, Sang Gu nhận ra muốn thắng kéo thì không cần kéo mà cần búa. Anh ra lệnh cho cả đội ngừng kéo, tiến thêm 3 bước khiến đối thủ hụt đà, còn người xem thì hụt hẫng vì phải sang tập 5 mới biết kết quả. Tập 5 là kết quả của sự nỗ lực không ngừng nghỉ của cả đội trong trò kéo co. Theo lời Sang Gu, cả đội tiến 3 bước về phía trước khiến đối thủ mất đà, ngã nhòi về phía sau. Đúng lúc này, cả đội ra sức kéo, thành công hạ gục đội bạn, giành chiến thắng. Thế là tất cả được cứu sống nhờ những neuron thần kinh hoạt động đúng lúc của Sang Gu. Trò chơi thứ 3 kết thúc cũng là lúc đám kiền kiền dọn xác bắt đầu công việc. Đám lính áo đỏ lén lút dọn xác của một trong số những người thua cuộc mang tới một căn phòng bí mật. Ghi Hùn cùng những người khác sau khi chiến thắng trò chơi, nhanh chóng trở về phòng nghỉ trước sự ngỡ ngàng của tiền đại ca Đốc Su. Trong khi đó, bác sĩ số 111 cùng vài tên lính áo đỏ đang chuẩn bị mổ lấy nội tạng của những người đã chết. Thật tình cờ, tên số 29 cảnh sát hoàng đang giả dạng cũng tham gia vụ này. Với một chút bất cẩn trong lời nói, anh bị một tên nghi ngờ. Trước nguy cơ bại lộ, thanh tra hoàng toàn rút súng ra tự vệ. Nhưng đúng lúc đó, tên bác sĩ gào lên: "Chúng mày có im hết đi không?" Khiến tất cả im lặng. Tên kia cũng thôi dò hỏi Jun. Cuộc mổ xẻ diễn ra thuận lợi. Số 28 và 29 cùng nhau vận chuyển số nội tạng thu được ra phía tàu chở hàng bên ngoài. Sau khi nhiệm vụ của 111 kết thúc, hắn dò hỏi tên tam giác về trò chơi tiếp theo, nhưng chỉ nhận lại một câu không biết từ tên cầm đầu. Điều này khiến tên bác sĩ điên tiết, quyết định tiễn một tên về châu trời, sau đó bỏ trốn, quay lại với các dân chơi chân chính. Chiếc loa công cộng số 212 đang thả hồ bà hoa trích chòe về màn trình diễn xuất thần lúc nãy. Còn Ghi Hùn và những người trong đội kéo co bắt đầu lập rào chắn, chuẩn bị cho một đêm mất ngủ sắp tới. Tên đầu gấu Đốc Xù tiến đến, liên tục đe dọa tối nay sẽ sang và xin đội Ghi Hùn tí tiết. Nhưng anh cũng không vừa, phản công lại bằng đòn tâm lý rằng cái đám rùi cồn hắn gọi là đồng đội cũng có thể giết hắn bất cứ lúc nào để loại trừ một đối thủ mạnh. Những lời khiêu khích của Ghi Hùn như dao súng khiến Đốc Xù nao núng và quyết định ngừng chiến đêm nay. Ngoài kia, thanh tra hoàng với những biểu hiện và lời nói bất thường trong thời gian qua đã làm số 28 nghi ngờ, buộc phải tháo mặt nạ. Tuy nhiên, anh lại không hề Kamarun Tera, rút khẩu súng trong quần, đe dọa ngược số 28, bắt hắn khai ra tin tức của anh trai, nhưng không thu được kết quả gì, ngoài sự thật rằng những tên lính đã thay nhau quan hệ với xác chết của một người chơi nữ. Phẫn nộ trước sự thật này và sự kinh hoàng đang diễn ra trong kia, Hoàng Jun Ho vĩnh biệt số 28 bằng một phát súng, rồi tiếp tục công cuộc tìm kiếm anh trai. Từ lối đi bí mật cho khách VIP, anh mò được tới phòng tên chỉ huy, vào được phòng chứa tài liệu và phát hiện anh trai mình là người chiến thắng trò chơi năm 2015. Chân tướng dần dần được hé lộ. Đầu cầu bên kia, tên thủ lĩnh đeo mặt nạ mặc đồ đen aka quản trò bắt đầu ký sự trách khách, đi đến căn phòng của trò chơi thứ hai, nơi 111 cùng tên tam giác còn lại đang cãi nhau. Bị phát hiện, cả hai vô cùng hoảng loạn. Tên tam giác bị ăn đạn vì vi phạm tiêu chí công bằng của trò chơi khi tiết lộ thông tin cho thí sinh. Tên bác sĩ cũng chịu trùng số phận. Tên thủ lĩnh sau đó ra lệnh cho thuộc hạ truy tìm những kẻ liên quan. Xác của số 28 được tìm thấy. Số 29, người thanh tra hoàng đang giả dạng cũng bị phát hiện. Sang tập 6, người chơi đang xếp hàng chuẩn bị cho thử thách số 4. Sự bàn dợ ngày càng tăng lên qua mỗi vòng, khiến ông giả 001 sợ đái ra quần. Thế vậy, Ghi Hùn tháo vát hy sinh áo khoác, chạy lấp chỗ đái dầm khiến đồng thoải mái dần. Mối quan hệ giữa hai người dần trở nên khăng khít, nhưng không thể giúp vơi đi nỗi kinh hoàng hiện hữu khắp nơi khi tên bác sĩ 111 cùng 4 tên áo đỏ bị treo cổ thị chúng do gian lận trong trò chơi. Trong khi đó, cảnh sát hoàng vẫn âm thầm điều tra trong phòng của tên đầu sỏ. Anh vô cùng thành công trong việc quảng cáo iPhone khi chụp ảnh nét căng với nguồn sáng chỉ là cái đèn pin, còn pin thì 50% mấy ngày vẫn chưa hết. Sau đó, cảnh sát hoàng nghe được cuộc điện thoại của tên mặt nạ đen và biết được một đoàn khách VIP sẽ tới xem hài thử thách cuối. Lúc này kể cả những người có hơi đần một tí thì cũng biết được trò chơi này được bày ra để thỏa mãn thú vui màn dợ của tầng lớp thượng lưu. Trở lại với 39 kẻ sống sót, ngu toán như Trần Đức Nam thì cũng biết 39 chia 2 thì lẻ một người. Rút kinh nghiệm từ trò kéo gò lúc trước, ai cũng muốn tìm một đồng đội khỏe mạnh hoặc tầm đầu ý hợp. Tên đại ca bắt cặp với đàn em, Sang Gu chọn Ali, hai cô gái Ji Jung và Se Biuk lập thành một đội. Các nhân vật phụ cũng dần tìm đến nhau theo chỉ đạo của biên kịch. Chỉ còn bà cô 212, Ki Hun và ông già 001 chưa tìm thấy một nửa của đời mình.
cứ tưởng Ghi Hùn sẽ bắt cặp với bà cô, vì không không một chồng đã có khả năng chiến đấu. Nhưng Ghi Hùn nghe lời cổ nhân, trong thời khắc quyết định không tin vào phụ nữ, chọn lão già làm đồng đội. Hết thời gian chọn, những cặp đôi lần lượt di chuyển tới khu vực mới, chỉ có bà cô già là bị cô lập và có thể trở thành cô hồn khi bị bốn tên áo đỏ giải đi. Thử thách thứ tư được đặt trong khung cảnh hoàng hôn hoài niệm, mỗi người được phát cho 10 viên bi. Ghi Hùn và lão già tự tin thấy rõ, họ coi nhau là Gan Bu, từ để chỉ bạn thân trong xóm, chia sẻ đồ chơi mà không hề tính toán. Tất nhiên Gan Bu được coi trọng, chứ không như mấy thằng Quý Bu. Sau khi bóc tay thể hiện tình bằng hữu, cả hai tuyên bố sẽ nốt hết bi của tất cả. Nhưng chưa kịp gạ kèo bán bi, thì mặt Ghi Hùn ngắn đi khi biết luật chơi là lấy bi của đồng đội. Đa phần người chơi đều chọn trò chẵn lẻ để thi đấu, bằng cách đem một số bi nhất định đánh cược, rồi đoán xem lượng bi trong tay người kia là chẵn hay lẻ. Nếu đoán đúng thì ăn đủ, còn đoán sai thì mất hết số bi đã cược. Trò này rõ ràng là đỏ đen. Bị một chuyên gia đọc bệnh chứng khoán nhị phần như Sang Gu, người nắm rõ sự tăng giảm của cổ phiếu, cũng không biết nắm tay của Ali có số bi chẵn lẻ như nào. Kết quả là Sang Gu thua sấp mặt, đến lúc chỉ còn một viên. Sang Gu cho rằng Ali gian lận, túm cổ áo định giở thói quần đồ, nhưng bạo lực bị cấm ở trò chơi thứ tư. Thế là Sang Gu chuyển sang van xin nài nỉ. Hắn thuyết phục Ali rằng nếu bất phân thắng bại, trò chơi sẽ chuyển sang đấu với đội khác. Vậy nên thay vì giết nhau, cả hai nên tản ra để tìm hiểu thông tin về những cặp đôi còn lại để thêm phần thuyết phục. Sang Gu cởi áo, là một chiếc túi đựng bi cho thằng em. Nhưng Ali ngây thơ, không biết rằng Sang Gu đã đổi hết bi thành đá nhân lúc anh không để ý. Trong khi đó, tên đại ca đã thua 5 viên bi cho thuộc hạ. Cảm thấy đen đủi, hắn yêu cầu đổi game, chuyển thành trò ném bi vào lỗ. Ai ném chúng sẽ ăn toàn bộ số bi trên sàn. Lần này, sự chó đỏ trở về với gã lưu manh. Khi viên bi của hắn dừng ngay mép lỗ, còn viên bi cuối cùng của tên thuộc hạ vô tình chạm vào đá, đổi hướng, đập trúng viên bi của đại ca, khiến nó rơi xuống lỗ. Thế là tên đại ca ăn bi, còn tên thuộc hạ ăn đạn và chết ngay tại chỗ. Rõ ràng là trò này con trai có lợi thế hơn vì có thêm 2 viên trong quân để thi đấu, trong khi chị em phụ nữ chả có viên nào. Vậy nên thay vì chơi, Ji Jung và Sebiuk tâm sự chuyện tuổi thơ của mình. Sebiuk cùng gia đình vượt biên, bố bị bắn chết, còn mẹ bị điều lại Triều Tiên, chỉ còn em trai là sống sót trong khu nhi viện. Ji Jung thì bị bố đẻ xâm hại nhiều lần. Không những thế, hắn còn giết mẹ Ji Jung, khiến cô tức giận rồi ra tay giết bố. Khi thời gian gần hết, hai cô gái rủ nhau ném bi vào tường, ai gần tầng hơn sẽ thắng chung cuộc. Sau khi Sebiuk hoàn thành cú ném, Ji Jung bất ngờ làm rơi bi ngay dưới chân mình, nhưng phần thắng cho Sebiuk bởi cô đã không còn mục đích sống, trong khi Sebiuk vẫn còn em trai và mẹ đợi bên ngoài. Một sự hy sinh đẹp mắt với người xem. Trở lại với Sang Gu, sau khi lấy hết bi của Ali mà không tốn một giọt mồ hôi, Sang Gu nộp bi cho một tên áo đỏ, nhận quyền đi tiếp. Lúc này, Ali mới phát hiện túi của mình toàn sỏi với đá và bị loại. Chỉ còn nhóm của 001 và Ghi Hùn là chưa chơi, vì ông lão đang bị lẫn, đi lang thang và tưởng đây là khu phố nhà mình. Ghi Hùn chỉ biết bất lực bám theo, nai nỉ ông chơi cùng trước khi thời gian kết thúc. Sau một hồi nan nỉ, quát mắng và đe dọa, 001 cũng chịu chơi trò chắn lẻ với Ghi Hùn. Nhưng gừng càng ra càng cay, ông lão tỏ ra kinh nghiệm, liên tục sử dụng tâm lý chiến, đoán được số bi trong tay của Ghi Hùn. Đến khi anh chỉ còn một viên duy nhất, thì vận may ập tới. Ông lão bị lẫn, không nhớ mình đã nói chẵn hay lẻ. Lợi dụng điều này, Ghi Hùn lừa hết số bi của ông. Nhưng khi 001 còn một viên bi cuối, ông lại mất trí, lang thang đi tìm căn nhà cũ của mình. Thời gian dần cạn kiệt, buộc Ghi Hùn phải đổi theo, cầu xin 001 tiếp tục cuộc chơi. Nhưng ông lão ra điều kiện, cược một viên bi cuối, lấy 19 viên của Ghi Hùn. Tất nhiên Ghi Hùn bảo đéo, công bằng ở đâu khi một đòi ăn 19 hả ông già? Thế lừa của một ông già để chiếm đoạt số bi thì có công bằng không? Câu nói của ông khiến Ghi Hùn vô cùng ngạc nhiên và hối hận, bất lực không nói nên lời. Càng ngạc nhiên hơn khi ông đưa viên bi cuối cùng cho anh, bởi cả hai đã xem nhau là Gan Bu, bi của ông cũng là bi của Ghi Hùn. Cuối cùng, ông cảm ơn Ghi Hùn đã giúp đỡ và chơi cùng mình suốt thời gian qua, tiết lộ tên mình là Oh Yi-nam, rồi hy sinh khi Ghi Hùn bước đi cùng hai hàng nước mắt. Kết thúc trò chơi số 4, lúc này, ai xem phim thì cũng tò mò về thế lực đứng sau Squid Game, chỉ còn 2 trò chơi nữa. Sau 6 tập đầu, trải qua 4 trò chơi tử thần, 456 người chơi rồi chỉ còn 17. Tất cả những vũ khí đáng sợ nhất của loài người đã được các đối thủ sử dụng để sống sót, từ trí khôn, vũ lực tới lừa dối, chỉ còn lại 2 trò chơi. Ai sẽ giành gần 900 tỷ kia? Câu trả lời sẽ có trong 3 tập cuối cùng của trò chơi mực nướng. Tập 7 bắt đầu khi trò chơi thứ 4 kết thúc, đám lính thu dọn xác chết, trong khi quản trầu yêu cầu phải tìm ra kẻ đột nhập trước khi các VIP đến. Những người còn sống thì trở lại phòng chung. Tên côn đồ Đốc Xù đầy ngơ ngác và ngỡ ngàng khi thấy bà cô 212 vẫn sống nhăn răng. Thì ra, có đôi có cặp không phải lúc nào cũng tốt, vì khi người khác tranh giành sự sống, 212 chẳng cần làm gì vẫn nghiễm nhiên vào vòng trong. Lúc này, số tiền thưởng đang là 43,9 tỷ won. Ghi Hùn thì ngồi đực cái mặt ra, vẫn nắm ảnh về cái chết của cụ yêu nam. Thấy bạn buồn, Sang Ngu an ủi, bảo anh phải vui lên. Ở một góc khác, ông chồng số 69 đang gặp nhầm nỗi đau mất vợ, mất luôn cả động lực chơi game và động lực sống. Nhưng Sang Ngu rất tỉnh táo, bảo số tiền khổng lồ trên đầu chính là đổi bằng mạng sống
của những người đã chết, nên hãy gấp đôi chứ đừng dừng lại. Lời động viên này có vẻ không mấy tác động lên 69, nhưng giúp Gi-hun lấy lại cảm xúc, nắm chặt viên bi còn lại của cụ yêu nam trong trò chơi lúc nãy. Trong khi đó, quản trò nhận được cuộc gọi của VIP và phát hiện có kẻ đột nhập vào phòng, vì vị trí ống nghe đã bị thay đổi. Với khẩu lục trên tay, hắn lục tung các phòng tìm kẻ đột nhập. Suýt chút nữa phát hiện được Hoang, thì đột nhiên có một cuộc gọi thông báo về một cái xác được tìm thấy trên bờ biển. Nghĩ đó là xác của kẻ đột nhập, tên quản trò vội đến kiểm tra. Sau khi khám xét, quân lính phát hiện thẻ cảnh sát của Hoang. Ông trùm yêu cầu tiêu hủy cái xác để quay trở về kịp giờ đón các VIP lên đảo. Những kẻ đeo mặt nạ vàng hình động vật này chính là những VIP ngoại quốc vô cùng giàu có và là thế lực đứng sau tài trợ trò chơi. Đúng lúc này tại nhà chung, người chơi số 69 treo cổ tự tử. Đám nhà giàu không hề có ý định cứu mà chỉ quan tâm đến việc cá cược xem kẻ nào sẽ sống sót đến cuối. Những người phục vụ rượu được gọi đến, một trong số đó bất ngờ bị Hoàng dí dúng vào đầu, lột sạch quần áo, thay đổi thân phận. Anh còn bí mật đặt điện thoại trong tay áo, bắt đầu quay lại hành động của đám VIP bệnh hoạn ngoài kia. Trong căn phòng của người chơi, quan tài được đem vào để đưa xác của số 69 đi. 16 người còn lại thì di chuyển đến địa điểm tổ chức trò chơi thứ 5. Họ được yêu cầu chọn những chiếc áo đánh số từ 1 đến 16, biểu thị cho vị trí xuất phát của trò chơi tiếp theo. Với bản năng nguyên thủy, khi đối mặt với nỗi sợ, con người sẽ trốn giữa bầy đàn. Vì thế những số ở giữa nhanh chóng bị lấy hết. Gi-hun mải suy nghĩ, nếu đi đầu sẽ rất nguy hiểm. Vì chưa biết trò chơi là gì, chơi cuối thì có thể chết vì hết thời gian. Phân vân một hồi thì còn mỗi số 1 hoặc 16, nghĩa là đầu tiên hoặc cuối cùng. Một người đàn ông xin được lấy số 1 nên Gi-hun đành phải lấy số 16. Sau khi chọn áo, toàn bộ người chơi đến với trò chơi số 5. Hãy chọn kính đúng. Luật chơi rất đơn giản, người chơi phải vượt qua cầu kính với mỗi bậc cầu được làm từ một trong hai loại kính: kính cường lực đủ chịu sức nặng của hai người, kính thường dẫm lên là vỡ. Trong vòng 16 phút, người chơi phải bước lên và vượt qua 18 bậc kính, sang đến bờ bên kia là giành chiến thắng. Không sang được thì giành vé đầu thai kiếp khác. Trò chơi bắt đầu trong sự quan sát của đám nhà giàu. Số 96 đi đầu tiên theo đúng nghĩa đen, khi chọn phải kính thường, những người chơi khác lần lượt đi theo thứ tự được ghi trên áo. Điều cần nhớ lúc này là chọn đúng bên để nhảy, và trong giây phút quan trọng không được tin phụ nữ. Với thứ tự 16, Gi-hun nghĩ mình sẽ an toàn khi không phải chọn kính, nhưng nếu những kẻ đi trên cầu giờ không chịu di chuyển thì đứng ở chỗ nào cũng chết. Quả nhiên, cả mẫu đạo không chịu đi tiếp và bị đẩy đi do đường chết thay. Cứ như thế, người sau giục người trước cho đến khi Gi-hun xuất phát. Còn tên côn đồ là kẻ đi đầu tiên, hắn bắt đầu dở thói du thủ du thực, ép những người phía sau lên dò đường trước. Cuộc chơi gay cấn và nghẹt thở đến mức trang phòng VIP, một tên nhà giàu nhìn chúng vẻ đẹp trai của Hoàng. Hắn đưa cậu trai trẻ sang một phòng khác và muốn Hoàng giảng hòa, nhưng nhanh chóng bị anh dí dứng vào mồm, ép khai ra những bí mật của trò chơi sinh tử rồi quay video lại làm bằng chứng. Phía ngoài, ba cô 212 đứng ngay sau tên côn đồ, đay nghiến những hành động khốn nạn hắn từng làm, rồi bất ngờ ghi chặt tay thực hiện lời thề sẽ giết kẻ phản bội lúc trước. Trên cầu lúc này chỉ còn 4 người: bác giả số 13, Sang-gu, Se-biuk và Gi-hun. Bất ngờ, số 13 nói mình là nhân viên sửa kính đã 30 năm, có thể phân biệt được kính thường và kính cường lực thông qua ánh sáng và âm thanh, nhưng đã cố tình không nói để loại bớt đối thủ. Bằng kinh nghiệm nghề nghiệp, hắn nhanh chóng phát hiện đúng ngô cần nhảy, mở đường cho những người theo sau. Nhưng tên quản trò đã phát hiện thân phận thật của số 13, biết hắn đang dùng ánh sáng để ăn gian nên đã tắt toàn bộ điện. Không còn điện, việc tìm đường chậm lại, buộc cả 13 phải sử dụng âm thanh để nhận biết tiếp bằng cách ném gì đó vào tấm kính. May mắn thay, Gi-hun vẫn còn một viên bi của ông cụ yêu nam, lập tức đưa cho số 13. Không may, gã này ngu, ném luôn viên bi mà không tính đến việc phải thử âm thanh cả hai bên. Thế là việc tìm đường chứng lại. Nhìn thấy thời gian sắp hết, Sang-gu để tên tượng kính làm tốt thí và tìm ra được nước đi cuối cùng. Sang-gu, Se-biuk và Gi-hun bứt tốc lao về phía an toàn, với kịp lúc đồng hồ về không. Toàn bộ kính đều bị bắn nát, mảnh kính thì văng tứ tung theo phong cách slow motion của Zack Snyder, cắt vào những người còn sống sót. Se-biuk đen đủi, bị mảnh kính đâm thẳng vào bụng. Bên trong phòng VIP, những kẻ nhà giàu vỗ tay hoan hô cho cuộc đấu bùng nổ vừa qua, trong khi đám lính báo cho quản trò về việc có người đã lấy mất một bộ dụng cụ lặn. Đó chính là Hoàng, đang mang theo bằng chứng về đất liền. Dựa theo định vị đồ lặn, tên quản trò cùng lính liên tàu đuổi theo. Sang tập 8, kết thúc sân chơi giao dịch nhị phân với vốn cực là tính mạng. Sang-gu, Gi-hun và Se-biuk được đưa về phòng ngủ, với Se-biuk đang bị thương. Vừa về tới phòng, Gi-hun lao đến chửi Sang-gu là thằng hạ đẳng máu lạnh. Sang-gu bật lại Gi-hun là thằng hạ đẳng đạo lý. Chỉ qua chửi lại, khiến cả hai căm ghét nhau hơn. Côn ngữ đang bật lực thì mấy tên lính xông vào cùng với trang phục mới. Lúc Se-biuk thay đồ, chúng ta thấy được body đét đèn đẹt của cô đang được topping bởi một mảnh thủy tinh to như chim người lại video này. Se-biuk gắng chịu đau đớn, xử lý phải bằng tạm vết thương. Quay lại phòng ngủ, một bữa tối sang trọng được bày ra, đó là phần thưởng cho những kẻ tiến vào vòng cuối. Gi-hun và Sang-gu ăn như những kẻ chết đói, còn Se-biuk bỏ bữa vì cơn đau từ vết thương. Sau bữa ăn, những tên lính dọn dẹp và để lại cho mỗi người một con dao, khiến cả ba phải đề phòng lẫn nhau. Gi-hun nhận thấy Se-biuk có vẻ quằn quại, tiến tới hỏi thăm, nhưng cô giấu không cho anh biết về vết thương. Gi-hun đề nghị hợp tác với cô trong trò chơi cuối, giết chết Sang-gu và chia đôi tiền trong lòng lợn. Anh lấy tiền phụng dưỡng bà mẹ, cô lấy tiền dẫn em trai về Triều Tiên chơi với Kim Jong-un. Thế là cả hai giàu sang phú quý bỏ viên.
Đúng lúc này, khi Hun phát hiện Sang-gu quá mệt mỏi và ngủ quên, anh định nhân cơ hội kết liễu kẻ thù, nhưng Se-biu cản lại. Vì Gi-hun không nên giết người, mà nên giúp đỡ vết thương đang bục máu của cô. Gi-hun hoảng loạn, lao ra phía cửa, điên cuồng gào lên với lính canh bên ngoài. Cho em xin cái băng vệ sinh cầm máu gấp các anh ơi! Đám lính thực sự tiến vào, nhưng chả thấy miếng cổ tách hay Diana nào, mà là chiếc quan tài hắc hương. Hình như Sang-gu chỉ giả vờ ngủ và lén đi sàn kết liễu Se-biu. Gi-hun lao vào Sang-gu, nhưng bị đám lính khống chế, bởi nếu cả hai giết nhau ở đây, sẽ không có trò chơi cuối cùng cho các VIP. Gi-hun đánh bất lực dõi theo Se-biu được đưa vào quan tài, và lúc này chỉ còn hai người cho thử thách cuối cùng. Trong lúc đó, cảnh sát hoang bơi về đất liền, đuổi ngay sau là tên mặt nạ và đám lính. Anh cố gắng chạy lên cào tìm sóng để tạo ra gió, gửi video lời khai của tên VIP béo mập trần trồi cho sở cảnh sát. Sau một hồi truy đuổi, tên đeo mặt nạ dồn anh về phía vực. Xuân Hô dùng viên đạn cuối cùng bắn vào vai tên mặt nạ, nhưng kỳ lạ là tên này lại ngăn cản đám lính giết chết cậu. Hóa ra, hắn chính là anh trai của Jun Ho, kẻ từng chiến thắng trò chơi và bây giờ trở thành thủ lĩnh tiếp quản hòn đảo. Hắn ra sức thuyết phục Jun Ho đi theo mình, nhưng sự cứng đầu của cậu buộc hắn phải nổ súng. Viên đạn găm vào vai, khiến Jun Ho ngã xuống vực và mất tích. Tôi sẽ không nói là chết, bởi vì đây là phim hàm sẻng, nếu ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra. Sau đó, Sang-gu và Gi-hun được dẫn lối tới trò chơi cuối cùng, mang tên trò chơi con mực. Về cơ bản, người chơi được chia làm hai phe. Gi-hun chọn tấn công, Sang-gu là người phòng thủ. Cuộc đấu diễn ra trên sân đất nện, dưới sự chứng kiến của những quản trò quyền lực. Luật của trò chơi này khá đơn giản, kẻ tấn công phải tìm cách vượt qua người phòng thủ, vào bên trong hình vẽ, đạp vào đầu con mực, giành chiến thắng. Ngược lại, phe phòng thủ phải cố hết sức để ngăn cản điều này xảy ra. Không những vậy, trò chơi sẽ không có bất kỳ giới hạn nào về bạo lực. Dù hai bên chơi đấu, nhưng quả số thứ tự đã nói lên tất cả. Số thứ tự của Sang-gu cộng lại là 1 tịt, còn Gi-hun có quả liêng 456. Các dân chơi số học nhìn phát biết ngày bét cửa nào. Bắt đầu trò chơi, bên tấn công phải nhảy lò cò để tấn công. Tưởng chừng đây sẽ là bất lợi, nhưng Gi-hun tuyên bố anh mới chơi trò này trước khi cả mày ra đời. Nhanh như chớp, anh đốp một nắm cát vào mắt Sang-gu, nhẹ nhàng xuyên qua lớp phòng thủ để vào bên trong. Đúng lúc này, chơi đổi cơn mưa, hai đấu thủ trash talk vài câu, rồi cùng rút dao, giao lưu vài đường chim chóc. Xiên nhau một hồi, cả hai chuyển qua đấu vật kiểu Nhật, lợi thế nghiêng dần về phía của Gi-hun. Nhưng Sang-gu vớ được con dao trên mặt đất, xiên vào đùi đối thủ, chiếm lại thế thượng phòng. Nhưng Gi-hun bảo mày tuổi lớn, cắn vào chân thằng em như zombie, xoay chuyển càn khôn, đất ngược tình thế. Sang-gu ăn lên hoàn đấm, gật ngừ như con cá ngừ. Đứng trước cơ hội kết liễu thằng em, Gi-hun lại mềm như bát cháo lòng, thả mạng rồi từ từ tiến về vạch đích. Trong giây phút sinh tử của Sang-gu, đột nhiên Gi-hun đổi ý, muốn trò chơi dừng lại, bỏ qua số tiền thưởng cách xù, đổi lấy mạng sống cho thằng em. Nhưng theo luật, cả hai phải đồng ý dừng lại, thì yêu cầu này mới có hiệu lực. Nhưng Sang-gu bất ngờ xin lỗi, rồi tự tay kết liễu đời mình. Vì thế, Gi-hun nghiễm nhiên thành nhà vô địch, với tổng giải thưởng lên tới 45 tỷ 600 triệu won, quy đổi ra tiền Việt cũng không nhiều lắm, đâu đấy khoảng 880 tỷ, số này chưa đủ 1.000 tỷ. Nên anh chê, chỉ rút có 10.000 won. Sau đó, Gi-hun tạt qua khu phố và gặp mẹ Sang-gu. Bà rất hoang mang vì đã nhiều ngày không gặp con trai. Gi-hun không nói gì, chỉ biết lặng lặng đi về. Trong căn nhà rách rưới, người mẹ già yếu của anh đã qua đời vì tiểu đường. Lúc này anh mới nhận ra sự thật bẽ bàng, rằng tiền cũng không còn ý nghĩa gì khi anh chẳng còn cơ hội báo hiếu mẹ sau một đời bất hiếu. Không có cơ hội thì đưa em dùng cho anh ấy. Chớp mắt, một năm trôi qua, với 45 tỷ, Gi-hun trông vẫn như ICD. Thì ra, anh không hề động tới số tiền. Vì sao? Tôi cũng đéo biết. Chắc là sợ phải sao kê. Một tối nọ, khi đang ngồi trầm tư ở bờ sông, anh mua hoa ủng hộ một cụ già. Bất ngờ, trên bó hoa có một tấm thiệp được gửi tới từ tổ chức tam giác tròn vuông. Trên đó có ghi địa điểm một cuộc hẹn và mẹ bất ngờ chưa. Tấm thiệp được ký tên From Gan Bù With Love dấu bé bà. Gi-hun tá hỏa tới ngay địa điểm được ghi trên tờ biểu thiếp để đối mặt với kẻ tạo ra trò chơi man rợ này. Và đó là kẻ áo đen. Đùa tí. Và đó lại chính là ông lão 001, kẻ bạn đã dành hết nước mắt khóc thừng ở tập 6. Ha ha, phí nước mắt chưa. Gặp lại ông lão đang ở những giây phút cuối đời, Gi-hun thắc mắc tại sao ông lại làm như vậy. Thì tại cái đéo ấy. Thì cao quá, Gi-hun đách hỏi nữa. Ông lão đột nhiên muốn Gi-hun chơi một trò chơi cuối cùng, đó là cá xem có ai giúp đỡ người đàn ông vô gia cư ở dưới kia hay không. Ông lão cho rằng tình người giống như đường lưỡi bò, nó đéo tồn tại. Lát sau, một người lạ ơi đi ngang qua và lấy đi chiếc vé của kẻ vô gia cư. Ông lão hỏi lại Gi-hun, thế còn tin vào tình người không? Gi-hun đéo quan tâm, vẫn cố gắng hỏi tại sao lão lập ra tổ chức quái gở kia. Thấy thằng nhóc hỏi dài vãi cả lìn, ông lão đành trả lời bằng cách đéo trả lời rõ ràng lắm. Đại ý là tạo ra sân chơi giới trẻ, đem cơ hội đổi đời cho những người dưới đáy xã hội. Ông không hề bắt ép ai tham gia, vì rõ ràng toàn bộ người chơi đều tự nguyện quay trở lại. Đúng quá không cãi được, Gi-hun cầm con mẹ nó lặng. 001 cũng cảm ơn anh vì đã giúp mình sống lại những ký ức vui vẻ và được chơi những trò chơi dân gian yêu thích hồi bé. Nói xong thì đồng hồ vừa điểm 12 giờ đêm, một chiếc xe cảnh sát tới đón người đàn ông vô gia cư đi. Kẻ móc túi vừa nãy đã đi tìm kiếm trợ giúp và cứu mạng kẻ lang thang kia, nhưng không cứu được ông lão, xin vĩnh biệt cụ. Gi-hun không tiếc thương lắm, rời đi. Quan trò lúc này mới xuất hiện, tiễn cụ ra đi thanh thản. Ông trùm đã đứt, liệu
tổ chức còn tiếp tục tồn tại. Cái này cũng khó đoán, nhưng chắc chắn là đéo khó đoán bằng quyết định nhượng quả đầu đỏ chót này của nhân vật chính. Anh em sinh đôi với Z-Dragon à. Mang theo bộ ngói đỏ chót, Hee-hun tới cô nhi viện gặp em trai Se-bi-hook, đem gửi cậu nhóc tới chỗ của mẹ Sang-gu, rồi bỏ đi, để lại một vali đầy tiền mặt như một sự bù đắp cho mất mát to lớn của cả hai. Ơ cháu ơi, thế thì phải hai vali chứ. Rũ bỏ quá khứ sau lưng, Hee-hun xách hành lý lên đường qua Mỹ. Tại sân bay, bất ngờ anh gặp lại chú yêu tình đang chơi trò đập giấy với ai đó. Bỏ cả hành lý, Hee-hun chạy như chó đuổi tới chỗ của hắn, nhưng không kịp, quay sang người lạ mặt. Hee-hun quát tháo và khuyên rằng: "Chơi xong được nhiều tiền lắm, đừng có chơi." Nói xong, Hee-hun bỏ đi, chuẩn bị cho chuyến bay thăm con gái. Nhưng một lần nữa, tôi đéo hiểu nhân vật chính nghĩ gì mà quyết định sẽ quay trở lại trò chơi. Để làm gì? Tôi cũng đéo biết. Xin mời các chúa tể dự đoán, aka phê phim, comment vài giả thuyết dưới phần bình luận. Và trên đây là toàn bộ những tình tiết của trò chơi con mực. Tuy không phải một bộ phim xuất sắc khi khai thác về chủ đề này, nhưng cũng không tệ như lời cư dân mạng chê bai. Tôi đánh giá bộ phim này là không quỳ bù trên hay. Và đó là kết thúc của video này. Tôi là Vui Vẻ, đừng quên đăng ký và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ video nào.